Hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều những cái sản phẩm về tử đàn, và đặc biệt là anh chị đang có những cái nhu cầu về đánh giá xem tử đàn Ấn Độ, tử đàn Nam Phi hay tử đàn Indo. Và đồ gỗ Trung Kiên ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến với anh chị cách nhận biết một cách dễ nhất và chính xác nhất về các loại tử đàn, để cho anh chị tránh mua nhầm lẫn giữa tử đàn Indo, Ấn Độ và Nam Phi anh chị nhá. Vì tất cả những cái giá trị nó đều khác nhau, đều là tử đàn, đều là vương mộc tử đàn, nhưng nó có giá trị khác nhau. Trong video này thì em sẽ đưa lên những cái sản phẩm và những cái phôi gỗ trực tiếp để cho anh chị một cách nhìn nhận đánh giá chi tiết nhất. Và bây giờ thì em sẽ đánh giá cho anh chị. Chúng ta sẽ đi vào những cái phôi gỗ đầu tiên để chế tác ra những cái sản phẩm ở bên cạnh anh chị nhá. Vâng, và trước mặt anh chị em sẽ đưa lên. Vâng, anh chị nhìn đây ạ. Một cái cục gỗ rất là nặng và có màu tím ngắt đây. Em sẽ quay sát để cho anh chị cùng xem. Với những cái đường vân sọc đen và tím ngắt ở bên trên mặt này thì có những cái kim sa màu trắng anh chị nhá. Vâng, sẽ quay sát để cho anh chị xem. Như anh chị đang nhìn thấy thì chúng ta đang có đó là một cái phôi gỗ tử đàn vương mộc tử đàn Ấn Độ anh chị nhá. Và cái giá trị của phôi gỗ vương mộc tử đàn Ấn Độ là cái dòng gỗ giá trị nhất trong ba loại gỗ em đang để lên đây, đều là tử đàn. Nhưng đây là cái chất gỗ chị nhìn thấy sẽ thấy sự khác biệt luôn anh chị nhá. Ok, màu tím ngắt luôn và rất là nặng anh chị nhá. Đây em sẽ quay cả cái vân gỗ này cho anh chị xem. Vâng, đây là vương mộc tử đàn Ấn Độ. Và em sẽ quay cho anh chị xem. Đây là cái phôi vương mộc tử đàn, nhưng mà tử đàn của Indonesia anh chị nhá. Đây chị nhìn đây ạ. Cái màu gỗ nó đã nhạt đi rất là nhiều anh chị nhìn ạ. Hai cái màu gỗ nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đây là cái màu nó chỉ toát lên màu hồng chứ không có màu đỏ nữa. Màu hồng cam anh chị nhá. Và cái dòng gỗ Indo này là cái dòng gỗ giá trị thấp nhất. Dòng gỗ Ấn Độ vương mộc tử đàn có giá trị gấp hàng chục lần giá trị anh chị nhá. Nên khi mà chúng ta mà biết được cái giá trị của nó sẽ tránh mua phải những cái hàng mà Indo hay là Nam Phi mà giả thành Ấn Độ anh chị ạ. Ok, thì em sẽ đưa đến một cái phôi thứ ba cho anh chị xem đây. Đây. Thì chỗ này thì phần này thì em đã gọt hết cái vỏ gỗ ra rồi, để lộ ra cái phần nõi để cho anh chị nhìn thấy một cách chi tiết nhất, sắc nét nhất về cái màu sắc của chất gỗ. Đây là vương mộc tử đàn Nam Phi anh chị nhá. Nam Phi vì được nhập trực tiếp ở Nam Phi về, Ấn Độ là nhập ở Ấn Độ về anh chị nhá. Nó trên dựa trên cái tên gọi là cái đất mà nơi nó sinh sống. Ok anh chị nhìn đây ạ. Với những cái vòng và vân thì nó cũng cái Nam Phi, hàng Nam Phi thì vân cũng khá là nhiều, nhưng cái màu sắc thì nó khác biệt, nó cũng nhạt hơn rất là nhiều anh chị nhá. Đỏ và cái màu cam, nhưng cái màu này sẽ sẫm hơn cái màu của tử đàn Indo đây chị nhìn đây ạ. Đây em sẽ đặt hai cái phôi gỗ cạnh nhau. Và anh chị nhìn đây ạ, ba cái phôi gỗ nó khác nhau hoàn toàn luôn. Và giá trị của tử đàn Nam Phi nó giá trị cao hơn Indo anh chị nhá. Indo và Ấn Độ là có giá trị cao nhất, đều là vương mộc tử đàn. Anh chị có thể chơi ba cái dòng gỗ này, ba loại này, nhưng mà chúng ta phải biết cái giá trị để chúng ta lựa chọn nó phù hợp, tránh mua nhầm lẫn. Ok, em sẽ chuyển xuống. Và chúng ta sẽ đến với những cái sản phẩm. Đến cái sản phẩm sau khi hoàn thiện xong thì nó sẽ khó nhận biết hơn anh chị nhá. Khó nhận biết hơn, nhưng mà em sẽ có cách để cho anh chị nhìn kỹ hơn, rõ hơn và trực tiếp xem các loại gỗ Indo, Ấn Độ, Nam Phi. Hiện tại chỉ có sản phẩm là Nam Phi và Ấn Độ anh chị nhá. Vâng, như anh chị đang nhìn thấy ở trên đây ạ. Vâng, đây là tác phẩm Quan Công đã được đánh xi. Và tác phẩm Đạt Ma Thế Võ này, Đạt Ma hàng Long là hàng Ấn Độ cũng đã được đánh xi anh chị nhá. Và đây là hàng Nam Phi. Anh chị nhìn thấy nó có khác nhau không ạ? Tất cả đều đã được đánh xi ạ. Vâng. Và tác phẩm đầu tiên này em sẽ quay sát cho anh chị xem. Tác phẩm của Quan Công này thì là hàng Ấn Độ, và sau khi đánh xi lên từ cái màu sẫm đỏ thì đánh xi lên nó sẽ chuyển sang cái màu đen anh chị nhá. Nó đã chuyển sang cái màu sẫm này. Và đây là đánh xi trực tiếp luôn, chưa có lớp lót nên nhìn gỗ rất là thật và nó không bóng, nhìn nó mộc mạc giống như cái phôi gỗ đầu tiên luôn. Và đây là cũng là cái hàng cụ Đạt Ma đây ạ. Đây là hàng Ấn Độ anh chị nhá.
Nhưng mà trước khi đánh si thì đã quét qua một lớp nót rồi nên nhìn sẽ bóng hơn. Đây anh chị nhìn đấy ạ. Tác phẩm này thì anh chị quay kỹ vào sẽ nhìn thấy nó vẫn còn cái màu đỏ đây. Nhưng mà sau khi đánh si thì cái chất gỗ bên ngoài nó sẽ thẫm hơn, nó sẽ xuống thành cái màu đỏ sẫm đen này anh chị nhá. Vâng, và tiếp theo em sẽ quay sát cho anh chị xem. Đó là tác phẩm Nhất Long trên chất liệu tử đàn Nam Phi anh chị nhá. Đây anh chị nhìn ạ, cũng là một cái màu sẫm luôn. Nếu anh chị nhìn qua thôi thì chúng ta rất là khó để đánh giá, nhưng nhìn sát vào thì anh chị sẽ biết là cái hàng tử đàn Nam Phi nó sẫm nhưng mà là vẫn là cái màu sẫm, nó hồng hơn, nó nhạt màu hơn. Khi mà chuyển qua đánh si thì Ấn Độ, vâng, màu tử đàn Ấn Độ nó sẽ sẫm màu hơn anh chị nhá. Ok, như đã giới thiệu thì anh chị đã có thể nhận biết được cái vương mộc tử đàn Nam Phi và Ấn Độ. Và đặc biệt là nếu mà anh chị mà mong muốn để nhận biết một cách chính xác nhất thì có thể liên hệ với bên em tư vấn trực tiếp anh chị nhé. Bên em sẽ tư vấn với số điện thoại là 0944 812 986, thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp và anh chị không cần phải sở hữu cái sản phẩm nào bên em hết. Bên em sẽ tư vấn miễn phí cho anh chị một cách nhận biết hàng vương mộc tử đàn Nam Phi và Ấn Độ một cách chính xác nhất anh chị nhé, để chúng ta tránh nhầm lẫn vì là cái giá trị và đều là những cái dòng gỗ quý và giá trị rồi, đều có một cái tên, nó chỉ khác nhau là nơi nguồn gốc của nó thôi ạ. Tử đàn Indo, tử đàn Nam Phi và tử đàn Ấn Độ, nhưng mà cái chất của Ấn Độ thì sẽ đẹp hơn, giá trị hơn với những cái ánh kim sa, và đặc biệt là cái giá trị của nó gấp hàng chục lần. Nếu mà anh chị chỉ cần mua nhầm thôi thì cái số tiền của anh chị bỏ ra nó đã rất là lãng phí rồi anh chị ạ. Vâng, và video xin được kết thúc tại đây. Vâng, xin chào tất cả anh chị.